This is something that's very cheap, it's very delicious, and it's very Vietnamese. What is it? It is a... Cúp chó nhà mình á thì nó rất là dễ thương, mà cúp chó nhà người ta thì nó còn ghê. Không muốn thì hết lắm nè, còn lúc mà đang ở chơi nó sẽ tự cứ lùi á. Nó không còn thỏa mãn nữa, ăn cái đó nó không đi ra được nữa. Nhưng mà vì nó đi kiếm cái đơn giản nhất á. Làm sao lại có cái chuyện mà ăn ăn nhiều không thì em nói cái thầm trời ơi, tôi vừa mới quay xong chạy chết mồ luôn, hết xăng. Hết xăng ở đâu? Ở trước cửa kia xăng. Chạy nó vô đó đi. Nó bị thấy hình à? Có file chưa kìa à? Chị chỉ đang đợi kìa, đợi file của em thôi. Bắt đầu diễn năm cái viên ghê của gì vừa. 2, 3 diễn. Rồi xe ấy rồi. Rồi đúng đây ra, đây ra. Trèo lên, trèo lên. Nó tuột chứ không phải là giữ chặt.